Hello cả nhà mình nha, cả nhà mình ơi, em đang có mặt tại đây là Long Long An à? Long Xuyên à? Long Xuyên Châu Đốc à? Long Xuyên đấy, đây là thành phố chim bồ câu nhé cả nhà mình nhá. Thành phố chim bồ câu luôn này. Ôi, không có gì ngoài chim và hoa luôn. Hoa và chim và hoa. Đây cả nhà nhìn thấy chim chưa? Chim về ăn này, chim về vậy. Quá là đẹp luôn. Đôi rồi ôi. Rất là nhiều chim. Nhưng mà mình không có cái gì cho nó ăn rồi, có đồ ăn nữa. Mọi người có đồ cho nó ăn đấy. Mọi người có đồ cho nó ăn đấy. Đây cả nhà mình nhìn thấy chưa? Chim thấy có người đến là chim tự bay về. Nó tự xuống. Nhưng mình không có đồ ăn, mình không biết. Đâm ra là mình không mua đồ ăn cho nó. Mình không biết, đâm ra mình không mua đồ ăn cho nó. Ý. Mình không có đồ ăn cho nó. Trong túi mình không có cái gì cho các bạn ăn được cả. Tại vì không biết có các bạn ở đây. Không biết là có các bạn chim bồ câu ở đây, đâm ra là không mua đồ ăn. Quá là nhiều chim bồ câu luôn. Nhưng mà đoàn không biết nên là không mang đồ ăn đi cho chim. Nào, thôi, ông ơi, ông vào đi để tôi còn làm việc. Ngồi đi, đâu. Đây, mọi người đang chơi với chim. Mấy ông này vẫn thích chơi chim à? Chị, chụp cho em một kiểu với. Chụp ở đâu đấy chị, đứng ở đâu đấy? Ui, ui, bay về, không được, không có gì cho nó ăn, nó về rồi. Không có gì cho nó ăn, nó về rồi. Về tổ hết rồi. Chụp hoa làm gì? Chụp cái này này. Chụp cái chữ này này. Đây tên này. Tên này ơi. Chụp cho tên kia. Tay chị đang cầm live stream. Em chụp cho tên kia, chị đang live stream. Không có gì, ăn đi luôn. Không có gì cho chim ăn là chim đi luôn rồi. Hảo ơi, gì đây? Điểm du lịch rừng tràm Trà Xưa. Không có gì ngoài hoa và chim. Chim và hoa, chụp ảnh á. Cướp người ta đăng like. Mày, mày khiến chị lách thách quá cụ ạ. Hello, 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 hello. Thời tiết ở miền Tây thì lại rất là đẹp. Cứ mưa xong là thời tiết là đẹp. Một là nắng, hai là tạnh, anh nhở? Không rồi. Không như miền Bắc mình nhá. Miền Bắc mình mưa là mưa và nắng là nắng. Chứ không như trong miền Nam này, không như miền Tây. Đi đường thì mưa không ngớt, nhưng mà xuống đến đây thì lại không mưa. Tạnh mưa. Đây là thời tiết vừa mưa xong. Thời tiết vừa mưa xong nhưng mà rất là may mắn cho đoàn là đi đến đâu là trời tạnh ráo đến đó, chỉ mưa mỗi trên xe thôi. Mai đoàn sẽ di chuyển về Cần Thơ. Tối nay sẽ ở Châu Đốc, thành phố Châu Đốc. Tối mai sẽ ở thành phố Cần Thơ. Tại vì là cảnh đẹp quá ta, mà mê thì cũng còn nhiều. Đấy, yeah, yeah, nhìn thấy chưa? Phải đây cam kìa. Thế mà cái lúc chim bồ câu bay thì không thấy flycam đâu. Đấy, Caramel, Caramel, anh Caramel, anh đứng ở đâu? Đi vào thì đi. Vừa rồi chim bồ câu bay rõ nhiều. Đây, em ở đây. Đang quay. Đi ra đường kia để đi ra cái đường hoa vừa rồi, đi cu đi.
Rồi 42 rồi, 45 có mặt ở xe. Nhà mình ơi, 45 có mặt ở xe nhá. Đi thôi. Anh Quân ơi. Anh Quân ơi. 45 là có mặt ở xe rồi, lên xe thôi. Ý. Đoàn nhà em ghé bến. Bến Ninh Kiều. Chà, bến Ninh Kiều ngày mai không phải chém gió, bến Ninh Kiều ngày mai đêm mai mới có mặt. Bến cái gì rừng tràm trà su, trà sư. Trà sư sư chị ạ, trà sư. Mai á? Rừng tràm trà sư. Ừ. Đây không phải là trà. Ừ đúng rồi. Trà. Rừng tràm trà, trà sư, nơi đóng phim Đất rừng phương Nam ấy. Đấy vừa đi tàu đi thăm ở trong cái rừng rừng tràm. Đây rừng tràm đây để đóng cái phim Đất rừng phương Nam ấy. Đây đi đường này ra chị ơi. Đóng phim Đất rừng phương Nam. Và bây giờ là đoàn chuẩn bị lên xe di chuyển đến thành phố Châu Đốc. Tối nay sẽ ngủ ở thành phố Châu Đốc. Thành phố Châu Đốc. Long An. Tối nay là ở thành phố Châu Đốc là ở gì? Châu Đốc là của tỉnh nào hay là ở tỉnh tỉnh mình đang ở ấy là gì nhỉ? Kiên Giang hay là gì? Long Xuyên à? Vừa đi qua thành phố Long Xuyên à? Đúng. Nhưng mà không biết thành phố Châu Đốc thì nó lại ở cái chỗ nào, gom trong này nó nắm cái thành phố. Còn mai mới di chuyển đến Cần Thơ. Hòa. Không có gì ngoài chim và hoa, hoa và chim. Hoa lan. Đẹp. Tuyệt vời luôn. Gọi là miết miệt vườn. To mà hoa đẹp. Đẹp nhờ. Đấy toàn hoa đấy cả nhà mình ạ. Toàn hoa lan đấy. Gì? Đa búp đỏ. Toàn thật. Đa. Nhìn như hoa giả nhỉ. Cái gì mà choáng vậy ta? Trà su, trà su. Welcome to. Máy hết nhìn nữa, hết dung lượng nữa. Đất phương Nam đây, đất phương Nam đây, lên đèn rồi, đất phương Nam đây, đặc sản đất phương Nam. Đất rừng phương Nam ngày xưa đóng phim đấy cả nhà mình ơi. Hôm nay là em đã được ghé chân rồi. Xong xong ra chạy trước đi Giam. Chạy trước đi quay. Chạy trước quay đằng này. Cả nhà nhìn thấy chưa? Cảnh sông nước miền Tây. Cảnh sông nước miền Tây. Trời tối rồi cả nhà mình ạ, bắt đầu tối rồi. Xong là mưa nữa. Mưa nữa đâm ra là. Ui. Chụp đi em đứng đây cả nhà chụp đây. Cảnh sông nước nhà em vừa đi vào cái rừng tràm bên kia. Đấy, vừa đi vào cái rừng tràm đó bây giờ ra xe để di chuyển đến chỗ nghỉ ngơi. Di chuyển là từ thành phố Sài Gòn, từ thành phố Sài Gòn. Đến đây là mất 7 tiếng đồng hồ. Trên xe 7 tiếng đồng hồ. Hello cả nhà mình. Hello anh Tuấn, anh ơi em đang ở miền Tây. Tối hôm qua em ngủ ở Sài Gòn. Nhưng mà chắc không ghé Tây Ninh được rồi. Mọi người bảo ghé Tây Ninh chơi. Châu tỉnh à? À tỉnh An Giang, vâng ạ. Tại vì cứ hướng dẫn viên nói xong em lại quên anh ơi. Đi xe hướng dẫn viên nói nhưng xong em lại quên luôn. Thế là bây giờ là mênh mông sông nước luôn anh ạ. Xong chưa? Diễn xong chưa? Đây là mình đang bay hay là phải mình không? Sao lại mình đang bay? Playcam nhà mình ấy. Anh ấy đang chỉnh, anh ấy đang điều khiển trong kia mà. Thế này. Nào đây các chị đây. Chị đứng xuống đi, chị đứng xuống đi. Kiểu cụp thế này á. Nào em đi cho các chị chụp, em đi cho các chị chụp. Em đi cho nhà chị chụp, em đứng ké. Em...
kẹo sườn rồi mà bảo đi không chấm. Nào đứng yên. Phút đẹo con lăng quăng. Không biết kiểu gì luôn. Vâng anh ạ. Bây giờ đoàn em lên xe để di chuyển đến thành phố Châu Đốc. Xe đâu? Hẹn gặp lại.